nhẹ. Hôm nay Lê Tuấn đưa khách vào tiết thử M4 4000 còn zin đầu bãi các bác nhá. Tất cả các thứ chủ nhà mua về chưa làm, đời T6. Có nhà đời T6 giá 110 triệu. Có tất cả coi như là số đánh để mà đấu giá ở tại Nhật Bản. Vỏ đang zin. Bốn ba sáu mười hai ở trong bữa thì cái nhận chảo luôn nha. 4 3 6 đây các bạn. Còn ấy thôi, giờ bớt cho 500 đi, chịu bữa đi cởi đi rồi cũng có chảo có chút sau rồi đấy, về các bạn rồi. Thôi thì thôi anh em, mà chứ bữa làm mừng anh có anh cho em thì cảm ơn, cũng có anh thôi chứ giờ anh về anh thích. Chưa vậy? Đập sát vô à. Hả? Thôi giờ tôi không nói gì bớt cho anh hai tao đó. Chứ còn tôi bán cho người ta 2 triệu rồi đâu, chứ giờ tôi kể chừng thì càng bớt kỳ quá. Rồi cái đổi là coi tất cả mọi dây mát, dây dứt đang còn zin hết các bác nhé. Đây các bác này. Rất đẹp các bác nhé, xanh vời vợi, vời vợi mắt ai buồn tái tê, xa xa mây phủ non hồng lĩnh. Đá vàng hoa cải nhẹ bên sông, duyên ái thấp thoáng xanh như ngọc. Đây các bạn, còn zin luôn các bác nhé. Đây là rằng 8 cánh 8 ống. Là rằng 8 cánh 8 ống xịn sò. Rồi 12436 các bác nhé. Rất tuyệt vời. Em cũng mong tất cả các bác nào đang thích dòng này, điện thoại cho em 0394 326 198. Em sẽ đưa các bác đến và trả giá với chủ. Tiền thắng thì là nữa rồi. Tiền thắng thì 500 nữa cái gì đâu. Đấy. Còn bên này đang mới luôn các bác nhé. Đây. 15536. Vừa nãy anh đưa cho em là coi như là em cho anh tiền thắng 500 này, đưa em 1,5 triệu rồi đúng. Là xong. Thì biết. Đúng rồi. Tức là Lê Tuấn lấy 500 tiền xăng các bác nhé. Đó. Dẫn vào đây đi 75 cây số, vừa đi vừa về là 150 cây. Thì chủ nhà cho Lê Tuấn 500 các bác nhá. Đấy. Nhưng mà có những hôm thì bán cái dàn mà một xe 100 đổ lên thì cho Lê Tuấn 1 triệu. Đó là Lê Tuấn cũng tinh thần với các bác đấy. Còn cái xe này xe 4000 của ông chủ này luôn đấy các bác nhá. Và cái xe này là đang để làm. Thì ông chủ này có một xe này nữa mua về nhưng chưa làm. Thì cái lúc mà đang thịnh hành thì mua xe này về làm. Thì đang thịnh hành thì đến khi mua xe này về cũng để chuẩn bị làm. Thì tất cả lạm phát trên toàn cầu các bác nhá, không phải riêng chúng ta mà cả thế giới. Thì bây giờ để lại không làm gì. Bây giờ chủ ra giá bán 110 triệu cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Ai đang thích dòng Ford 4000 các bác nhá, đang zin nguyên đai, nguyên bản, nguyên kiện các bác nhá. Đây. Đấy, có sao nói thế. Và em nó đang còn như thế này. Rất đẹp đây các bác, thương hiệu này. Đấy. À, qua anh đến chỗ gì? Chỗ gì? Minh Hưng. Không chớ lại. Mình gần Tân Khai luôn, qua đây cứ Tân Khai luôn. 70 cây. Cái nào trước đúng không? Rồi cho chủ nhà chưa số của em đi. Đấy. Ok các bác, thì bây giờ điện xe để kéo các bác nhá. Còn riêng chiếc xe này thì chưa bán. Coi rồi. Thì đang còn chờ đợi có những ai may mắn mà mong cái lúc chủ nhà đúng không ạ?
chủ nhà đang cần tiền hoặc là không cần tiền, có lúc chủ nhà máu lên hoặc chủ nhà không máu, có lúc chủ nhà quyết, đúng không bác, thì hên xui. Có khi 10 người mà mua nhưng trong đó có một người may mắn thì chủ nhà sẽ bán cái giá rẻ nhất, thấp nhất để ngân hàng chào giá, đúng không ạ? Thì trong cái việc đấu thầu như anh em mà Lê Tuấn lên video như thế này thì tất cả anh em mình như một cái bảng đấu giá, ai cao nhất thì Lê Tuấn định cho chủ. Đấy, và trước khi đến thì chúng ta thật lòng mua thì chúng ta đến chúng ta bớt tiếp các bác nhá. Đó là cái duyên của mỗi người. Chứ còn ai cũng vậy thôi, đúng không ạ? Là giá 10 thì đâu lấy 10 được, đúng không ạ? Mà chúng ta mà thiết có tâm thì đến chủ nhà sẽ bớt nhiều cho chúng ta. À, và Lê Tuấn cũng nói thêm vào nữa để cho hai bên mua bán được may mắn. Người bán được cũng vui, người mua được cũng vui, mà Lê Tuấn ở giữa cũng vui hơn. Đó là ba người cùng vui, hai người khỏe, một người vui. À, các bác nhá. Và em này đùi rất to, các bác nhá. Em này là đùi to này, kiếm Nhật, có cặp kiếm Nhật. Các bác này, đấy, xe của Mỹ. À. Rồi mua to, hãng rộng, đùi cao. Cái này đang zin của em nó luôn nhá, chưa mặc đồ Việt Nam. Đấy. Một cặp kiếm cày luôn các bác đây. Đấy. Một cặp kiếm đang zin của em nó luôn, theo xe. Đây các bác. Đây các bác nha. Zin nguyên xi nguyên đại một cái. Đấy. Đấy. Đấy, các bác nha. Rồi, rất mong tất cả các bác nào có tâm đang cần xe 4.000, chúng ta sẽ đến nha. Chào giá thì là 110 triệu, nhưng khi bán thì đó là cái tâm của chúng ta trả, và hên xui bác nào trúng thầu thì bác có được em mới về để sử dụng, có nha. Dạ dạ kịp. Rồi, ok. Để các bạn. Rồi, đúng rồi. Ok, hôm nay. Rồi ok nha, cuối cùng cho Lê Tuấn xin dừng tại đây. Và sẽ có một lần có những đại gia sẽ đưa được em này về làm vợ để phục vụ lại cuộc sống của chúng ta. Và sau đây em xin chân thành cảm ơn và hẹn lại video sau. Xin chào các bác.